Video này chúng ta sẽ trang trí các cái view nhé. Bây giờ chúng ta vẫn ở trong cái phần có lẽ tôi phải bỏ cái này đi. Thì delete file này. Và ở trong cái phần layout này nhé, tôi new new file này, các bạn thấy không? Và Ctrl S này. Và tôi đặt là BS3, nghĩa là Bootstrap 3 đấy. Chấm Blade. Chấm PHP. Và thay vì chúng ta làm về cái main này thì chúng ta sẽ làm thêm một cái BS3 này nhé. Và chúng ta dùng đây là công tân CP BS3 HTML5 template cộng tuần S, đúng không ạ? Chúng ta có phần head thì bây giờ chúng ta thử xem là nó có chạy chạy trình. Và chúng ta cũng có thể sửa một chút nhé. Chúng ta lại lấy cái phần main này này, chúng ta bỏ đi, chúng ta body này thì chúng ta cũng có thể bỏ nguyên cái phần này, Ctrl S, Ctrl C vào đây, đúng không? Và chúng ta cho sang cái phần body của mình này. Đây, chúng ta có cái trang này này. Chúng ta cứ bỏ cái phần 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 body này của mình, tất nhiên là cái jQuery thì mình cứ giữ lại thôi, còn các cái phần khác thì mình lấy ở bên kia sang, được không ạ? Và thay vì ở bên 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 cái list này thì bây giờ chúng ta không 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 extend cái main này mà chúng ta extend cái BS3 nhé. Và chúng ta cùng chạy lại cái ứng dụng xem như thế nào. Pum pum pum. Chúng ta thấy nó không có gì khác nhỉ. Đúng không? Đây là cái phần menu đúng không? Và đây là cái phần footer. Và chúng ta thử xem nó có phần gì không. Chúng ta thử xem nó có Bootstrap không, thì chúng ta làm như nào. Ctrl CP BS3 button chẳng hạn, button danger chẳng hạn, enter nhé. Ctrl S và chúng ta thử chạy thôi. Include layout button, thử button vào xem nào nhé. Phang phang phang. Đấy, như vậy là chúng ta biết là nó đã có bootstrap rồi, bởi vì chúng ta thấy nó đỏ lên đây rồi. Và tí nữa bây giờ chúng ta sẽ làm lại các cái phần menu này, các thứ lại như lại sau nhé. Và như vậy là tôi sẽ bỏ cái phần button này để tôi biết là nó đã có bootstrap rồi, đúng không nào? Và tạm thời thì chúng ta làm gì? Menu menu menu. Rồi, tôi sẽ bỏ hết layout, footer các thứ thì bỏ bỏ đi. Và những cái thứ này chúng ta sẽ làm lại, và đầu tiên chúng ta làm cái trang này cho nó đẹp đẽ ăn tí đã. Thì chúng ta có thể đưa cái navigation vào đây nhé. Ctrl Shift P BS3 nav nav 3 này, basic chẳng hạn, được không? Ctrl S và chạy thử này. Phang phang phang. Đấy, chúng ta thấy không? Nó bật basic title link. Rồi chúng ta cũng có thể đưa vào cái footer. Chữ này hơi to nhỉ, tôi làm nhỏ đi xíu. Title này chúng ta làm gì? Chúng ta viết là Lara đúng không? Đây. Và ở dưới này có thể chúng ta cũng ở trong cái phần nắp này này chúng ta cũng làm đây, không chuẩn vi và cùng chạy đi, cùng chạy lại đi. Đấy, trông đã có vấn đề rồi, cũng đã đẹp đẹp rồi đấy, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta tăng cường nó lên một chút, chúng ta có thể đưa thêm những cái container vào nhé. Và chúng ta chuyển xuống dưới này, ở cái container chúng ta đưa ngay dưới cái phần div này, nav bar này, đúng không? Rồi. Và sau đó thì chúng ta có thể làm thêm một cái tí footer đây, các bạn nhìn này chưa có footer, và chúng ta làm thêm tí footer vào nhé. Và cho một cái gì đó như kiểu nav bar fix bottom vào, đúng không? Và chúng ta chạy lại xem nó ra làm sao. Ok, tạm thời cái ổn như thế này thôi, chúng ta chỉ làm đến mức như thế này thôi, ok.